Hà Tam, tớ tưởng cậu không tham gia cuộc thi này mà. Gấu đầu bò, ta đã trả thù ngươi rồi. Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Tôi có lỗi rồi, tôi sai rồi, đừng bắt tôi. Xin chào các bạn đến với kênh Hà Sam. Gia đình, gia đình. Ôi trời ơi, làm cái gì mà hết toáng lên thế? Ôi trời ơi, định làm mẹ dùng tim ra ngoài à? Mẹ ơi, mẹ khen con đi. Mẹ khen con đi. Ôi trời ơi, con nha, vừa học dốt, vừa lười, vừa ham chơi, chả có cái tích sự gì, lại muốn mẹ khen. Nhưng mà mà mẹ nói thật cho con biết nhá, con nên thay đổi đi. Chứ cứ như thế này ấy, thì lớn lên làm sao mà mẹ yên tâm giao hết tài sản này cho con được. Một đống tài sản chứ có ít ỏi gì đâu. Không không, con của ngày xưa khác rồi. Con đã bảo mẹ là khen con đi rồi mà lại. Nhưng mà thế nào thì mới được khen cơ chứ? Chuyện là hôm nay lớp con có tiết tập làm văn đấy mẹ. Và bài văn của con ấy được cô giáo đọc cho cả lớp nghe luôn. Wow. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, con ơi là con, sao con giỏi thế? Ôi dồi ôi, mẹ hãnh diện quá con ạ. Nuôi con bao nhiêu năm ăn học, cuối cùng là bây giờ cũng có thành quả trong tay. Này, mà mẹ hỏi thật nhá, con viết được cái chủ đề gì đấy? Con viết về về gia đình mình đấy mẹ ạ. Về gia đình mình á? Đâu, xem nào. Bây giờ con đọc ngay cho mẹ nghe xem nào. Gia đình em nghèo lắm. Trời ơi cái thằng này. Đúng rồi con ạ. Đúng là mình phải khiêm tốn. Khiêm tốn là rất tốt. Cho dù nhà mình có giàu có cỡ nào đi chăng nữa thì mình vẫn phải khiêm tốn. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ mà mình bảo mình giàu có, người ta lại bảo là mình chảnh chẹ, bảo mình là kiêu căng. Bây giờ đọc ngay đi để cho mẹ hãnh diện cái xem nào. Nhà em nghèo lắm. Buổi sáng nhà em không có cơm ăn, nên mẹ em thường đưa em đi. Hôm thì ăn súp vi cá, hôm thì ăn bào ngư để đỡ đói. Nhà em không có tiền mua xe máy, nên hàng ngày mẹ em phải đưa em đi học bằng ô tô. Nhà em nghèo nên các cô ở cơ quan rất thương, phải đem nhiều quà đến cho. Nhà em nghèo nên cô giúp việc nhà em cũng rất nghèo. Ôi dồi ôi, hỏng bét rồi con ơi. Sao con viết cái gì mà kỳ cục thế? Bao nhiêu bài văn mẫu, sao con không bê vô? Ôi dồi ôi, mà con viết cái bài của nhà mình ấy, nó chả ra làm sao ấy. Nó kỳ ơi là kỳ ấy. Nhưng mà đấy là tính của con mà mẹ. Với lại bài tập làm văn này của con ấy còn được đọc cho cả lớp nghe. Mà hơn thế nữa nhá, còn được cô giáo treo ở lớp nữa cơ đấy. Ừ, như thế cũng tốt rồi. Dù sao con trai mẹ thế là cũng giỏi rồi đấy. Bài văn được treo hẳn ở trên lớp cơ mà, chắc chắn là phải giỏi rồi. Này, thế bạn Hà một sách của con ấy, thế có được treo ở trên lớp bài văn không? Tất nhiên là không rồi mẹ. Hà một sách làm sao mà đủ tuổi được treo ở trên lớp. Hai cơ á? Ôi trời ơi, con trai mẹ giỏi quá đi mất tôi. Tất cả các bài văn của các bạn ở trên lớp con ấy đều được treo ở trên lớp hết. Có mỗi bài văn của Hà một sách là được treo ở trên phòng hiệu trưởng thôi. Cái gì? Thế hóa ra bài văn của cả lớp đều được đọc và treo ở trên lớp hết à? Ôi, thế thì bài văn của con thì có gì đặc biệt đâu. Này, mẹ nói thật nhá, bài văn này của con ấy chỉ xứng đáng được 2 điểm thôi. Ra ngoài. Ơ mẹ. Ra ngoài. Quái lạ thật. Rõ ràng có tiếng tít tít quanh đây. Bạn nào mang điện thoại đến lớp trong giờ của tôi? Không, không phải thôi. Ở lớp này không có ai mang điện thoại đi hết á. bạn nào mang điện thoại đến lớp cho cô mượn cái nhở? Ui, điện thoại của cô không biết là để đâu mất rồi. Cô ơi, bạn gấu đầu bò ấy, bạn ấy có nhiều điện thoại lắm cô ạ. Tớ làm gì có điện thoại nào. Không không không, em không có điện thoại đâu cô ạ. Em làm gì có điện thoại nào đâu. Mang điện thoại đến lớp cô là phạt đấy. Nội quy của nhà trường đã rõ ràng. Cậu muốn tớ tìm vào chỗ chết à? Ừ nhở.
bạn nào mà cho cô mượn điện thoại ấy, cô cho hẳn 10 điểm ghi vào trong sổ đầu bài ngay lập tức. Em cô ơi, em cho cô mượn 4 điện thoại. Xong thì cô cho em 4 điểm 10 vào sổ đầu bài nhá. Cô nhá, đây này cô ơi, cô chọn cái nào cũng được. Thế là mình đã có 4 điểm 10 về khoe mẹ rồi. Sẽ làm mẹ hết giận vì cái bài văn hôm trước. Ôi dồi, nhiều điện thoại đẹp quá nhờ. Đố đồ bọ, cậu không đọc nội quy nhà trường à? Nhà trường này cấm mang điện thoại đến lớp các bạn. Cháy nhà mới ra mặt chuột nhá. Cô mỗi cái điện thoại tôi trừ đi một bậc hạnh kiểu. Cô ơi, thế của em 4 cái thì thế nào hả cô? Trời ơi, mẹ về mà biết thông tin này chắc là mẹ đánh mình chết mất. Cuối giờ rồi. Nào các em chú ý nhá. Bây giờ cô sẽ thông báo cho các em này. Nhà trường mình ấy sẽ tổ chức cuộc thi sáng tạo Halloween. Các em nhớ mang sản phẩm của mình tới lớp để xem là bạn nào giành giải nhất nhá. Bạn nào mà giành giải nhất ấy là sẽ được 2 điểm 10 sáng tạo ghi vào trong sổ đầu bài đấy. Cơ hội để mình gỡ điểm đây rồi. Ôi, đã nghèo lại còn gặp éo le. Làm thế nào bây giờ nhở? Không một xu dính túi, biết mua đồ chơi gì bây giờ? Chán quá các bạn ơi. Không có tiền thì biết mua đồ chơi gì bây giờ? Rẻ nhất cũng không đủ tiền để mua nữa, lại phải tự thân vận động thôi. À, tại sao mình lại không thử tự chế một chiếc mũ và một chiếc đèn Halloween được nhở? Mình cũng khéo tay mà. Được rồi, vậy lần này mình sẽ tự chế đồ Halloween nhá. Các bạn hãy cùng về nhà với mình và theo dõi mình làm như thế nào nhá. Đồ chơi của mình đẹp quá. Đúng là có tiền là có tất cả. Lần này chắc chắn 2 điểm 10 sẽ thuộc về mình thôi. Cả cái lớp này không có đứa nào sánh được với mình hết. Mình đã nhìn qua một lượt tất cả bọn ở lớp rồi. Hà Sam ấy thì nó bảo nó không tham gia, tại vì nhà nó nghèo không có tiền để mua đồ chơi sáng tạo gì hết. Còn thằng Gấu Đỏ ấy thì nó có mấy một cái đồ chơi gì mà cũ di cũ rích từ năm ngoái đến giờ, chắc chắn là không địch lại với mình rồi. Mình tặng 2 món đồ mới cứng cưng cưng thế này cơ mà. Ô, Hà Sam, tớ tưởng cậu không tham gia cuộc thi này mà nghèo lại còn bè đặt tham gia cuộc thi này. Mới đầu ấy tớ cũng định là không tham gia cuộc thi này đâu, bởi vì nhà tớ làm gì có tiền có điều kiện để mua đồ chơi. Nhưng mà sau khi suy nghĩ được tận 2 điểm 10 cơ mà, tội gì không tham gia. Thế nên là tớ đã phải bắt óc suy nghĩ để làm món đồ chơi Halloween chứ nhỉ. Đèn lồng và mũ Halloween. Đây là đèn lồng bí ngô à? Đúng rồi, quả đèn lồng bí ngô của tớ ấy. Cậu mua ở đâu đây? Nhìn được phết đấy chứ nhỉ? Tớ đã nói với cậu rồi là tớ không có tiền, nên là tớ phải tự làm đấy, chứ làm gì có tiền mà mua. Nếu mà có tiền mà mua thì đã chẳng phải nói nữa rồi. Đèn lồng của cậu đẹp thế, vừa to vừa đẹp mà lại còn giống quả bí ngô nữa. Cái mặt này đúng là mặt biểu tượng cho Halloween luôn. Mà sao nhìn tớ nhìn thấy cái này quen quen đấy nhở? Như là thấy ở đâu rồi ấy. Quen quen cũng phải thôi, đây chính là cái đèn lồng mà hôm Trung Thu cô giáo phát cho mỗi bạn một cái đấy. Ô, cái đèn lồng Trung Thu đấy á? Đây này, đây là mặt tớ trang trí vào đây thôi. Chứ còn đây là
đèn lồng của trung thu. Cậu khéo tay ghê nhỉ. Hai mẫu này giống y chang nhau này, chỉ khác một ít họa tiết thôi. Nhưng mà mẫu của tớ cũng là mẫu tự làm đấy, giấu đầu bò ạ. Mẫu tự làm á? Ui, cậu tự làm được cái mũ này luôn? Đúng rồi, tại vì mũ này nhá, tớ cắt từ giấy ra này, với lại tớ trang trí hết. Những cái quả bí ngô này đều là giấy hết. Nhưng mà cái mũ này bé tẹo 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 á, mũ kiểu gì mà đen xì xì thế này. Mũ của người ta nó phải có kim tuyến óng ánh thế này, với lại trang trí nhiều màu sắc sặc sỡ. Đây này, 7 sắc cầu vồng luôn. Nhìn nó đẹp thế này cơ mà, to đội vừa đầu thế này cơ. Đấy, không như cái mũ của cậu đâu. Mũ của tớ đẹp mà. Màu đen xì xì thì đúng chất của Halloween rồi còn gì nữa. Mà cả quả bí ngô này nữa, mới nhìn thì tưởng là đẹp thôi. Từ lúc tớ biết đây là cái đèn lồng trung thu, tớ nhìn thấy chả đẹp gì nữa. Vàng chóe cả chóe, không bằng cái đèn của tớ. Đây này, nhìn thấy chưa, đây có cả con ma nữa. Bây nhá, tớ còn bật đèn lên cho cậu xem này. Đấy, thấy chưa, đèn của cậu có thế này không? Có cả nhạc nhá, còn kêu nữa. Cái này mà đi chơi vào đêm Halloween nữa, hơi bị thích luôn đấy. Ôi, đèn của gấu đầu bò thật là xịn sò ấy. Ui, lại còn có cả pin chạy nữa này. Ui, lại còn có cả tiếng con ma nó kêu, nó cười hay nó khóc ấy. Cậu thấy đẹp không? Thế thì cậu thua là cái chắc rồi. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, tớ thấy sản phẩm của tớ ấy cũng là tự đôi tay tớ làm ra, vẫn là sáng tạo hơn và ý nghĩa hơn nữa. Tớ sẽ vẫn nộp cho cô giáo để cô giáo chấm điểm. Thôi, cậu nộp làm gì? Biết thua 100% rồi còn nộp làm gì nữa? Tốt nhất là mang về đi. Của tớ đẹp thế này tớ mới mang nộp cho cô chứ. Cậu mà nộp thì cũng không ăn giải đâu. Không được, dù cậu nói đi thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ mang sản phẩm này của tớ để cô giáo chấm điểm. Tôi chết rồi, mình đã kích đẻ con Hà Sam để nó không nộp bài rồi. Thế mà nó vẫn cương quyết mang bài lên nộp cho cô giáo. Đến phút cuối rồi mà nó còn mang lên nộp. Mà lúc nãy mình nói để nó tí thôi, chứ thực ra hai cái đồ chơi của nó rõ là đẹp. Lần này mà mình không được 2 điểm 10 á, thì Hà Sam, cậu sẽ biết tay tớ.